Mến chào quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn yêu thích cây dừa bonsai đã đến với kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh, nơi chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trồng cũng như nuôi dưỡng cây dừa bonsai Việt Nam. Hôm nay thì Linh sẽ chia sẻ với mọi người cách hạ tông lần hai cho cái cây dừa thân cao mọi người. Cây này hôm bữa mình có làm cái clip mà hạ lá cho cây dừa thân cao rồi nè, nó cao lắm. Rồi mình chừa lá thở cho nó, mình mới cắt cái lá thở đi mấy ngày trước mọi người. Bây giờ là tới thời điểm là mình sẽ cắt hết mấy cái bẹ này, hạ tông thấp xuống nha mọi người. Rồi mọi người cùng theo dõi cách hạ tông cho cây dừa này như thế nào nha. Rồi mọi người, cây này thì mình sẽ hạ bớt cái bẹ này nha. Giờ bẹ giờ hạ luôn cái bẹ này, giờ bẹ này, giờ cái bẹ trong đây luôn. Mình sẽ thấp xuống và cắt bỏ cái này để lấy cái đọt non mới mọi người. Cái cây này giờ là nó phát triển tốt rồi mọi người, cái lá nó tươi tốt luôn, đúng thời điểm luôn, nó đang sung sức thì mình hạ xuống thì nó không bị mất sức này, mọi người. Còn cái cây mà nó không phát triển như thế này mọi người, hạ là nó dễ chết cây lắm mọi người. Rồi bây giờ tiến hành hạ cái này nha. Cái này khô nè, cái này khô, cái bè này khô, mình sẽ cắt luôn, xác luôn nha mọi người, dọn gốc cho nó luôn. Như này cắt thoải mái nha mọi người, cứ cắt sát vô, dọn luôn cho cái gốc nó đẹp luôn, mai mốt mình không cần phải dọn thêm nữa. Rồi mọi người, mình cắt ra vậy nè mọi người. Mình dọn cho sạch dưới bên gốc luôn nha. Cây này phát triển rất là mạnh mọi người, rễ nó mọc ra nè, trắng trắng nè, có mọc luôn cái rễ nè, nó mới lú ra nữa nè mọi người. Đó, những cây phát triển như vậy mọi người hãy hạ nó nha, để không phát triển là hạ nó dễ bị chết cây lắm mọi người. Rồi còn này nữa là mình hạ vô trong luôn, mình cắt vô trong luôn nha. Tới mấy cái bẹ non non đây là mọi người cắt cẩn thận mọi người. Mọi người nhớ là chừa khúc non đến đâu là mình chừa tới đó. Như đây là mình cắt tới đây thôi nè, là dừa nè. Cắt non quá là cái cây nó dễ bị tổn thương lắm mọi người. Dừa ngang đây thôi nha. Ở đây là ngang cái chỗ non của nó nè. Từ từ nó già cái mình hạ tiếp nữa mọi người. Tới cái mí non nó là được mọi người. Mọi người cắt cẩn thận nha. Cái chỗ non này là mọi người nên cắt cẩn thận. Cắt sát vô trong luôn mọi người. Mọi người cắt ngọt ngọt để chút mình thoa keo cho nó dễ, cái bề mặt tiếp xúc nó dễ dính keo nha. Đó, cắt cho nó ngọt luôn mọi người. Tới đây đừng cắt tới đây luôn nha.
Đây là cái chỗ nó vừa non nè, ngang đây luôn nè. Chỗ này hơi già, còn hơi già nè. Cắt xuống thêm một ít nữa mọi người, chỗ này còn hơi già nè. Chỗ này thì rất là non luôn mọi người, cắt mấy chỗ non này là nên cẩn thận nha. Chứ mình không biết được cái đường dao vô bao sâu thì mọi người cứ vạch ra cắt từ từ thôi. Chỗ này còn khá non, nên cắt càng sát càng tốt. Sát thì mấy mốt cái cây nó sẽ lùng mau, mình dễ dưỡng lá nó mau hơn. Nhưng mà non quá thì mọi người đừng cắt tới nha. Non quá là cái cây nó bị mất sức luôn rồi. Đó, tới chỗ này là rất là non luôn rồi. Vậy là ok đó mọi người. Đó, tiếp tục hạ luôn cái bẹ ở trong nha. Trong cắt tới đây thôi mọi người. Ở trong này rất là non luôn. Tới đây là dừa nè. Mọi người nhìn thấy á, mọi người nhìn thấy nè. Nè, cái chỗ non nè. Non thì mình cắt tới chỗ non luôn rồi. Này mọi người cẩn thận nha. Ghi mạnh quá là nó bị gãy cái đọt cái chòi non luôn. Rất là non luôn, mình gãy nó đứt ra luôn. Đó, nó non lắm mọi người. Này, chỗ này mình phải cắt cẩn thận nha. Đó, mọi người nhìn ở trong cắt để đừng cho nó dính vô cái lọc non. Đó. Nè, con đòn này rất là non luôn mọi người. Nó hạ xuống luôn mọi người thấy không? Bây giờ mình cắt nha. Tiện đầu nó luôn để mình dưỡng cái lọc non bên trong, sau này nó sẽ mọc ra mọi người. Mọi người nhớ cắt thật là ngọt nha. Đó. Rồi, mọi người cứ cắt như vậy là thành công nha mọi người. Mình sẽ bắt đầu dưỡng lại cái đọt non bên trong nữa là mình có thể sử dụng cái đọt non đó luôn được đó mọi người. Bây giờ bắt đầu thoa thuốc cho nó. Tha keo này là để đừng cho nó thấm nước nè. Thấm nước nó bị thối của hũ mọi người. Mọi người nhớ để trong mát nè, tránh mưa nha. Có mưa mà nhiễu vô là cái cây này sẽ chết mọi người. Này nó rất là non luôn à. Tha keo mọi người, cái tha keo kỹ vô. Mọi người nên để cái chỗ nào mà tránh mưa, nhưng mà nó cũng phải dặn nắng nha mọi người, phải có nắng nha. Buổi sáng hay buổi chiều có nắng dội vô khoảng tầm 2-3 tiếng mọi người nó mới phát triển được cái cây nha. Rồi, thôi keo xong mọi người. Đó, mọi người cứ cắt vậy thôi. Mình để cho cây phát triển lại nữa là mình lấy cái lá trong này mình chơi luôn cái lá đó, được rồi đó mọi người. À, mình dưỡng luôn cái lá là chơi luôn rồi đó. À, cái này nó mọc lên cao rồi, cái này nó dài ra mình tiễn xuống nữa là vừa luôn. Rồi, clip của mình chia sẻ đến đây thôi mọi người. Nó cũng khá dài rồi. Còn một cây nữa thì chút xíu nữa mình sẽ cắt sau nha. Mọi người xem clip mà thấy chia sẻ của Linh hữu ích thì đừng quên like và chia sẻ video ủng hộ Linh nha.
chào tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp mọi người trong những clip sau nữa nha.